tại dây tăng các tăng sức với tăng điện năng bình nhập hòa năng mà giờ ai dây cha ta thành là cha năng thì đây qua gần tòa này dễ đại dương sao bước căn con đã thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên là phước báo quận bền tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn a chung sanh phụ tưởng nhân gian ta và chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng a phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Nam mô Bích Ha gia chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đại từ bi hoan hỷ thay mặt Kitô tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Dạ con đã sai rồi. Dạ bây giờ thì chúng con kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức Nhật Quỳnh, xin phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài và quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Cụ Gotama. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính dâng bích đến ngài Trí Đức để ngài giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con té lên té xuống con bị phân tâm và con xin sám hối với đạo tràng. Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiện đức tăng, nhà kính chào chư thiện nam tín nữ thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 187. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Ratanatayasa Vandami. Bồ Tát Ma Hê Si ở rằng Tát Tha Ca Tô Lô Cú Tâm Bồ Tát Bất Cả Rù Hí Chệ Ta Cô Lô Cá Sa Sa Tha Chánh Na Đầm Mắc Cụ Vĩ Đồ Vành Đà Ma Hành Tầng Na Ra Pù Chánh Này Giác Gần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trái Trăng Tối Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Tỷ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con Xin Lễ Lễ Phật Ân đáng chung nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi tá sa sa thu nô lô na mình thá sa vi na ca rô cổ sa ban nhu bút thóc bất đi phù tí sanh nhã tu quần đà ma hành tầng na ra bù cha này giác cần pháp bảo khi như ánh vàng như lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy nhân vật tổ quang minh rõ ràng con xin lễ lễ pháp quang đảng cho công chúng nhân gian cũng dường sanh khổ xuất thổ xuất tá xuất xa của khổ xích hà xuất cà mồ của rất hồng mất xích khắc cô niềm đà phát sanh xà đi an đà đà rồ và rồ hoàn đà mã hành tăng nà ra phù cái này giác cần tăng bảo thiên văn phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần sa lệ thế pháp phàm nhãn ai bì con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ gì cũng vừa rất tận lát thế giới đề chế nó sẽ khả mê tu quá thân năng tất xa bí à nú khoa quê nó sẽ xa dê nó sẽ trả tu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy.
Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu 187. Abhidibbe sukkame sukkame suk Abhidibbe sukkame. Câu đầu tiên chúng ta có 3 từ. Abhi là 1, nibbe su là 2, kame su là 3. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Api, thì api có nghĩa là gì? Dù ngay cả, cho dù ngay cả, thì api. Cho dù ngay cả ha. Rồi dip bê su do cái từ dip ba ha. Dip ba là một tính từ nam tính. Nhưng mà chữ dip ba ở đây được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là sát tầm ý vì phát tí ê cao quá trình. Cho nên chỉ dip ba biến thành dip bê su. Dip bê su có nghĩa là trong các quải trời. Trong các quả trời. Trong các quả trời. Hai chữ cam vô dự. Cái từ cam á, nó là một danh từ nam tính. Á phá văn tác Pung linh gá. Cam á đây được kia theo chủ. Chủ gì? Chữ cam ở đây được chia theo định sở cách